viêm lên cục cục như vậy nè, rồi sao mà nó cứng nữa. Đó đó, rồi thấy chưa? Vậy sao lấy đây? Nằm yên, nằm yên, đừng có giật đâm vô vô mắt à. Nằm yên, nằm yên. Nhân, Trời nhân. ơi. À. Mình đang thả lỏng luôn. Thả lỏng quá, cố lên. Để quá trời luôn mới đi. Giờ mặt nó quá trời luôn. À, thấy chưa chưa? Im rồi. Im rồi, đừng như vậy. Thôi thôi cô, từ 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 Miếng nó miếng. Đừng có đụng tay cô, đừng có đụng tay cô. Cô ơi, đừng có nặn ở đó. Nặn sao nó hết. Cố lên. Nó đau. Mẹ dặn rồi đó nha. Mẹ nghe. Trời ơi.
trời. Trời. Trời ơi. Con nghĩ lấy nha. Mày lấy nha. Hay sao? Thôi lấy đi con. Lấy nhưng mà đừng có vậy thì con mới lấy mà được. Ra... Con cứ vậy sao cô lấy? Nó ra quá. Vì thế rồi phải rác thôi, nằm yên. Nằm yên thôi, cô bỏ cuộc à. Nằm gì đâu mà cứ lăn tới lăn lui thì ta đã chính xác rồi. Cô là kiên nhẫn nhất cái con á, con cứ vậy làm sao mà cô lấy được. Thì chút sau cho em. Mạnh mẽ lên chứ đâu mà đụng cái chưa đụng ấy là la rồi làm sao mà lấy được. Nhờ nghiêng đây đổi bên đi. Ừ, cái da thì quá nhờn là về phải rửa mặt kỹ, cái thứ nhất, cái thứ hai là phải uống thuốc. Da con uống thuốc con không có hết được đâu nha. Cái nữa là phải bôi thuốc, phải ăn uống phải kỹ lại tí, không có ăn đồ dầu mỡ này ha, chiên xào, ăn nhiều rau xanh trái cây vô, rồi gì nữa ta, với lại á, một tuần là phải qua đây một lần, qua đây lấy mụn với con về không có lấy được nhiều nè. Còn qua đây lần nữa thôi. Tự bắt ráp qua cũng được. Đâu cần chút đâu. Con lớn rồi mà. Ê, phục mày. Muốn hết mụn là phải ăn chiên chiên, ăn đồ mà dầu mỡ với lại đồ ngọt á. Uống trà sữa không con? Dạ không, con ít thôi. Ừ. Có ăn KFC đường gà rán được không? Có. Vậy bớt lại bớt nha. Dạ. Chứ cái mặt con nó giàu nhờ như vậy mà con ăn đó nó... Cố lắng lên đi. Chứ đâu để cái mặt lộn không rồi sao đi chơi với bạn gái rồi sao? Có bạn gái chưa? Gái nó thấy cái mặt lộn không nó chạy mất dép luôn. Dạ đúng rồi. Đó, thấy chưa? Phải cố gắng lên. Đừng rên, đừng rên, cố lên. Vì tương lai con em chúng ta, cố gắng lên tí. Bị cái mặt như vậy là không có làm ăn cái gì được hết trơn á. Đi học là bạn dê ha. Mặt ta có mấy cục thôi, con quá trời cục luôn à. Con phải cố gắng chứ. Đâu mà đụng vô cái là không có lấy được luôn. Tuần sau gì chút mà không có chở đi được là phải tự bắt ráp vào đây nha. Dạ. Yeah. Chứ gì chút còn em nữa. Cô sẽ nhắn tin cho mẹ con.
chiều đó qua đây cũng gần mà đúng không? Dạ đúng rồi. Phạm Văn Chiêu đúng không? Dạ. Mình không có đẹp mà hay là như nào thì mình cũng phải nhìn cho nó sạch sẽ sáng sủa thôi, chứ cái một mặt vậy nhìn xíu, có lăn con cỏ chịu xíu lấy mấy cục đen đen ở trên mũi ra này, nhìn cái mũi con nó đen thui thùi lùi này, thấy chưa? Con nhìn cái mũi con đây, con soi gương về con thấy cái mũi con này. Đó, được còn bự nữa nè. Cô lấy ra vì cái mũi con nó sáng ra. Đó. Ôi cô ơi, muốn nghe một một cục, một cục duy nhất. Dạ. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Đó, phải chỉ có một cục đó ngay.